chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời tiết nông vụ. Thưa bà con, sáng sớm ngày hôm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, gây mưa và mưa nhỏ. Ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, khiến trời chuyển mưa, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Ở các tỉnh miền Bắc, trời tiếp tục rét và tình hình thời tiết trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh mà ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bofa, vùng biển phía đông nam của Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Sau đây mời bà con cùng theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng trong đêm nay và ngày mai. Tại các tỉnh khu vực phía Tây Bắc, trời nhiều mây, có mưa một vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ. Riêng tại Điện Biên, Lai Châu từ 22 đến 25 độ, với độ ẩm tại đây là 100%. Tại các tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, sáng có mưa và mưa nhỏ, sau có mưa nhỏ một vài nơi. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, vùng núi chỉ từ 9 đến 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 18 độ, với độ ẩm từ 80 đến 90%. Tại khu vực đồng bằng sông Hồng, trời nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ một vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 18 độ, với độ ẩm từ 80 đến 90%. Thưa bà con, vụ chiêm xuân này, thời tiết đang diễn biến thất thường và phức tạp, thời vụ xuống giống đang cận kề. Xin lưu ý bà con về triệu chứng bị hại của cây mạ và biện pháp khắc phục bằng vòm che ni lông trắng. Đối với triệu chứng bị hại thì cây mạ ở dạng sống dở chết dở, ngắn nhoàn và bé xíu, không có thân, không thể ra ngạnh chê. Phải qua hàng tuần nắng ấm, cây mạ mới hình thành thân nên ảnh hưởng đến thời vụ cấy và sinh trưởng phát triển sau này. Để khắc phục tình trạng trên, ngoài các khâu kỹ thuật như là làm đất, lượng phân đầu tư trên một sào và kỹ thuật bón, thì bà con nên làm luống ruộng 1,2 m, luống được trang lầm sướng và có hình mui rùa để giống chống chịu được với giá rét và thoát nước tốt mỗi khi gặp mưa ở những ngày mới gieo. Cách làm vòm ni lông trắng như sau. Tre được chặt pha làm các kèo khung vòm và các thanh đèo kèo. Kèo có chiều dài 2,3 m để mỗi đầu có thể cắm được xuống má luống khoảng từ 15 đến 20 cm và to bằng ngón chân cái, dày khoảng 3 mm để uốn được cong. Các thanh đè kèo vòm chỉ to bằng ngón tay trỏ và được đo theo chiều dài luống. Ni lông trắng loại mỏng trung bình và nên mua loại có khổ 1,2 m để gập đôi sẵn, khi mở ra căng rộng thành khổ 2,4 m để mỗi đầu còn chèn được đất dọc luống. Về kỹ thuật cắm thì khoảng 2 đến 2,5 m thì có một kèo vòm chạy suốt chiều dài luống có 3 thanh được buộc đè, thanh ở giữa gọi là chống nóc, còn mỗi bên mái kèo vòm có một thanh. Xin chuyển sang phần dự báo thời tiết cho khu vực miền Trung. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, phía Nam từ 18 đến 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ, phía Nam từ 21 đến 24 độ, với độ ẩm từ 80 đến 90%. Tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây, có mưa rào ở một vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa, có nơi mưa vừa, gió Đông Bắc mạnh cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, với độ ẩm từ 70 đến 80%. Tại khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào một vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, với độ ẩm từ 50 đến 60%. Khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông ở một vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, với độ ẩm từ 55 đến 65%. Thưa quý vị và bà con, Chi cục Thủy sản Tây Ninh vừa tiến hành thả gần 1 triệu con cá giống xuống hồ Dầu Tiếng nhằm bổ sung và phục vụ nhu cầu nuôi trồng, khai thác nguồn lợi thủy sản, cải thiện đời sống ngư dân sống xung quanh hồ. Các loại cá được thả bổ sung lần này có cá chấm cỏ, trôi, mè vinh, chép, lăng vàng, lăng nha, mè hoa, mè trắng, hô, cha, cha dầu, thắt lát cườm và lóc bông. Tính từ năm 2005 đến nay, tỉnh Tây Ninh đã thả vào hồ Dầu Tiếng khoảng 7,8 triệu con cá giống với tổng kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước khoảng trên 3,4 tỷ đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.